Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Quý vị thân mến, năm 2021 thì những gia chủ tuổi Sửu bị phạm thái tuế, nên trong vận trình của năm khá lận đận, mọi việc không mấy thuận lợi, khiến cho gia chủ luôn phải phiền não. Nhưng bước sang năm 2022 Nhâm Dần, thoát khỏi hạn thái tuế, những gia chủ tuổi Sửu được quý nhân tương trợ giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, không những tiền bạc về nhiều mà còn nhiều phương diện khác trong cuộc sống đều tốt lên. Họ là một trong những con giáp thành công nhất trong năm 2022 này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình của những gia chủ tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi cho gia chủ tuổi Sửu tháng 5 năm 2022 về đường công danh sự nghiệp tốt xấu đan xen. Dự đoán có nhiều khó khăn bất lợi, nhưng mà tốt là có sự đổi mới mở rộng làm ăn kinh doanh. Nam nữ tuổi Sửu, phước đức lớn, gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc có đôi phần làm ăn thuận lợi hơn so với năm 2021. Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ, có thể được bề trên đề bạt lên một chức vụ mới sau khi thời gian thay đổi tư duy cũng như là phong thái làm việc tại công ty. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính thần tài các thần tương trợ. Nếu quý vị đang có mong muốn hay dự định đổi mới, mở rộng làm ăn kinh doanh thì hãy mạnh dạn thực hiện, ắt sẽ được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó cũng gặp những khó khăn do hung tinh đem lại, tiêu biểu là mâu thuẫn với đối tác, gặp phải thị phi trong việc kinh doanh, phải tốn rất nhiều mồ hôi, công sức, mọi thứ mới được ổn định. Trong tháng này cẩn thận khi hùn hạp làm ăn cùng với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình và nghiêm trọng thì hao tổn danh dự và tiền bạc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, thách thức và cơ hội luôn song hành cùng với nhau, nên người tuổi Sửu vẫn có cơ hội kiếm được tiền vào tháng này. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao, nên cẩn thận, cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ và chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 5 năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Sửu trên phương diện sức khỏe không được tốt. Sức khỏe giảm sút nhiều so với năm 2021, dễ xảy ra ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Đa phần bệnh do suy nghĩ nhiều vì áp lực cuộc sống mà ra, như đau nhức đầu, giảm sút thị lực. Cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi, nếu có thể đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng mệt mỏi thì càng tốt. Trong tháng này, nam nữ tuổi Sửu có hạn về xe cộ. Chính vì thế khi xuất hành ra ngoài, nên chú ý tai nạn xe cộ hoặc sông nước do vong thần, hung tinh luôn thường trực. Các quý vị gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, xét về phương diện tình duyên,
gia đạo của các gia chủ tuổi Sửu trong tháng này không được như ý. Gia đạo bất hòa, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã do khác biệt về tư tưởng. Sự việc sẽ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề. Và ngược lại, nếu chia sẻ cùng nhau thì mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc rắc rối thị phi. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến suy nghĩ bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu rộng mở nên càng khó tìm được người ưng ý. Dù được may mối cũng khó kéo dài mối quan hệ. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Những người tuổi Đinh Sửu đang tìm việc làm tháng này thì không phải thời điểm thuận lợi. Bạn có thể gặp một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian, vừa hao tài tốn của nên cẩn trọng trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường. Và nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu, không ít khó khăn. Do công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nhưng chi phí sinh hoạt rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Trong tháng này, tử vi của những người tuổi Ất Sửu rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt, nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh, không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất kỳ công việc nào cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, rất dễ chịu thiệt thòi. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Theo góc nhìn tử vi tuổi Sửu, trong năm 2022, tháng này vận khí của người cầm tinh con trâu sinh năm 1973 tương đối ổn định. Tuy vậy sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực thì khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân nhiều hơn. Đặc biệt nam mệnh cần tăng cường tập thể dục thể thao, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày. Hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về vấn đề tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, phương diện sự nghiệp của gia chủ Tân Sửu liên tục gặp khó khăn trắc trở, đời sống tình cảm cũng có nhiều sóng gió trong tháng này. Những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác. Tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, đương số cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý mình, cũng đừng cố gắng bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 5 năm 2022, tức ngày 11 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 5 năm 2022, tức ngày 23 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết,
không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 5 năm 2022, tức ngày 4 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 5 năm 2022, tức ngày 16 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn, vận mệnh của mình tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video được phát sóng tiếp theo của chương trình.